có cano ga tạm muốn bán gửi qua cho mình ha, mình sẽ đăng bán hoàn toàn miễn phí. Cái này đẹp lắm, rất đẹp như vậy ha. Thì theo các túi tiền của mọi người đây, mình luôn luôn mình báo giá cho quý vị xem tham khảo nha, thôi khảo giá thôi như vậy ha. Nói chung quý vị xem video nhớ đăng ký ha, bấm like ha, bấm share ha. Video của mình cho tất cả các chị em đam mê sông nước miền Tây vlog đều theo dõi ha. Đó, rất đẹp luôn. Rồi mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video đây. Chúc các bạn và gia đình một ngày mới thật tốt đẹp nha. Xin hẹn video kế tiếp nha quý vị ha. Nhiều chiếc lắm quý vị ơi, đẹp lắm, nhưng là chiếc nào cũng đẹp á, chiếc nào cũng đẹp đó. Giá nào cũng có hết nha quý vị ha. Rồi mình xin kết thúc video ở đây. Chào quý vị em thân mến, hôm nay sẽ tiếp theo những cái dòng cano đang giảm giá tiếp như vậy ha. À, chiếc cano này đang đứng trước mặt của mình ha. Chiếc này cũng có tầm hạ là khoảng là 1m6 như vậy ha. Chiếc này bằng composite như vậy ha, chiếc này bằng composite. Và chiếc này có mã hiệu là Ecodex W42S như vậy ha. Và có chiều dài nó là 6m như vậy ha. Có chiều dài là 6m. À, tính luôn cái mỏ neo, tính luôn là khoảng 6m rưỡi như vậy ha, còn không là khoảng 6m thôi. Chiếc này rộng, rất là rộng rãi như vậy ha. Chiếc này rộng rãi có phòng nghỉ ngơi ha. Chiếc này rất là rộng rãi là có phòng nghỉ ngơi. Chiếc này là có chiều ngang nó là 2m như vậy ha, chiều ngang là 2m, và đăng kiểm đến cuối năm luôn như vậy ha, đăng kiểm tới cuối năm. Tất cả những cái dòng cano mình là mình quay tại nước Úc như vậy ha, chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển như vậy ha, thuế nhập khẩu và phí vận chuyển và mua hàng hộ thả. Tất cả các loại cano là quý vị anh chị em mua là về là chỉ đổ xăng chạy, là không cần phải sửa chữa bất cứ một cái gì như vậy ha, không cần phải sửa chữa gì hết. Bên trong cũng có phòng nghỉ ngơi ha, cũng có toilet mở đầy đủ ha, chứ là đẹp lắm như vậy ha. Có đầy đủ tiện nghi, máy combo, máy định vị, máy nói chung là có đầy đủ tiện nghi, không chỉ đến giờ. Chiếc này mình đi được 8 đến 10 người vậy ha. 8 đến 10 người. Cái này đi câu biển rồi, chứ này đi biển là ok hết rồi ha. Nói chung là chiếc này đẹp lắm. Và chiếc này xài động cơ Yamaha vậy ha. Yamaha là 115 mã lực nha vậy ha. Và chiếc này là đời năm 2013 nha vậy ha, đời năm 2013. Và chiếc này nó cũng đi được, nó mới có động cơ nó đi được đó là 210 giờ thôi vậy ha, 210 giờ thôi, cũng không có nhiều lắm nhiều ha, còn cũng còn mới lắm. Bên trong của nó này vậy ha, bên trong có phòng nghỉ ngơi ha. Phòng nghỉ ngơi rất là đẹp như vậy ha, phòng nghỉ ngơi mình có thể ngồi được 6 đến 8 người như vậy ha. Đó, rất là đầy đủ tiện nghi luôn, không thiếu cái gì như vậy ha. Đó, đầy đủ tiện nghi, combo đầy đủ hết, không thiếu một thứ gì hết, đầy đủ tiện nghi luôn. Và động cơ nó đi chưa được là 250 giờ đấy vậy, chưa được 250 giờ nữa. Rất là đẹp luôn. Đó, tùy theo cái sở thích của quý vị anh chị em ha, mình quay báo giá đủ thứ loại đó cho quý vị chú em xem tham khảo thôi. Còn có những cái dòng cano mới ha, những cano nhôm mới cao cấp chút xíu nha ha, những cái dòng Honda mới mà mình không có thời gian quay, nhưng mình báo số giá sơ sơ. Cũng như chiếc Honda này mới này quý vị ha, chiếc là loại mới năm 2023-24 này, chiếc này là loại mới luôn á, là khoảng 40.000 đô Úc nha quý vị ha, khoảng 40.000 đô. Nói chung đó, nói chung khoảng cỡ đó thôi, nói chung là 40.000 thì theo động cơ như vậy ha. Dưới mình báo giá cho quý vị xem tham khảo nha. Chiếc này đẹp lắm nha quý vị ha, chiếc này dành đi cho gia đình rất là đẹp luôn. Tùy theo cái sở thích của quý vị anh chị em đây. Đó, tùy theo cái sở thích cho quý vị xem, mình chú ý mình quay báo giá cho quý vị biết xem tham khảo luôn. Và chiếc này mình sẽ nhắc lại nha quý vị ha, chiếc này có mã hiệu là IW42S nha quý vị ha, IW42S, và có tầm hạ là 1m6 và xài động cơ Yamaha nha quý vị ha, 115 mã lực ha, và bề ngang nó là 2m nha quý vị ha.
và chiều dài nó là hơn 6m nha quý ha. Yamaha 115 mã lực nha quý ha. Yamaha 115 mã lực và có giá trị là bao nhiêu quý vị anh chị em đoán thử bao nhiêu chiếc này. Chiếc này rất rẻ cho quý vị ha. Chiếc này có giá trị là 27.000 đô la Úc nha quý vị ha. 27.000 đô la Úc. Đang giảm giá 2.000 còn 25.000 đô la Úc nha quý vị ha. 25.000 đô la Úc thôi. Yamaha ha. 115 mã lực nha quý vị ha. Rất là đẹp cho một cuộc tình nha. Rất là rẻ cho một cuộc tình luôn. 25.000 đô la Úc nha quý vị ha. Quý vị nghe không lầm ha. 25.000 đô la Úc. Chiếc động cơ này nó đi chưa được là 250 giờ nữa nha quý vị ha. Chưa được 250 giờ. Và có chuyên dịch nó là khoảng 3 tấc nha quý vị ha. 3 tấc. Dịch 3 tấc. Đó, rất là đẹp luôn mà rất rẻ nha quý vị ha. 25.000 đô la Úc thôi. Quý vị anh chị em có sở hữu một chiếc này ha. Đời năm 2003 nha quý vị ha. Đời năm 2003. Rất là đẹp nha quý vị ha. Rồi mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video tại đây nha. Chiếc này rất là đẹp. Nếu mà nhập khẩu về Việt Nam thì mất hơn 100 triệu nha quý vị ha. 100 đến 120 triệu nha quý vị ha. Còn quý vị anh thích anh lấy xe kéo luôn là chiếc này nữa. Xe kéo chiếc này là 4.000 là quý vị ha. Chiếc xe kéo là 4.000 còn. Nếu không lấy xe kéo là chỉ có 25.000 còn. Nếu lấy xe kéo là 29.000 như vậy ha. Nếu mà không lấy xe kéo là 25.000 thôi. Mà lấy xe kéo là cộng thêm 4.000 như vậy là 29.000 như vậy ha. 29.000. Rất đẹp như vậy ha. Rất đẹp luôn. Và bên mình cũng có nhận mua bán cano gai tàu ký gửi như vậy ha. Quý vị và có cano gai tàu muốn bán gửi qua cho mình ha. Mình sẽ đăng bán hoàn toàn miễn phí. Chiếc này đẹp lắm. Rất đẹp như vậy ha. Thì theo cái túi tiền của mọi người đây. Mình luôn mình báo giá cho quý vị xem tham khảo nha. Thôi khảo giá thôi nha quý vị ha. Nói chung quý vị xem video nhớ đăng ký ha, bấm like ha, bấm share ha. Video của mình cho tất cả các anh chị em đam mê sông nước miền Tây vlog đều theo dõi ha. Đó, rất đẹp luôn. Rồi, mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video đây. Chúc các bạn và gia đình một ngày mới thật tốt đẹp nha. Xin hẹn video kế tiếp nha quý vị ha. Nhiều chiếc lắm quý vị ơi. Đẹp lắm, nhưng là chiếc nào cũng đẹp á. Chiếc nào cũng đẹp á. Giá nào cũng có hết nha quý vị ha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây.